bạn thân mến, gần đây trên một kênh YouTube của vlogger Indonesia có chia sẻ một video với tiêu đề là Tại sao Việt Nam muốn thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản? Trong video bạn này có giải thích khá rõ ràng về mô hình hoạt động xã hội và kinh tế ở Việt Nam. Đất nước được quản lý bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nền kinh tế lại là kinh tế tự do với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Và nhà nước đều khuyến khích tất cả người dân vào làm kinh tế, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân. Nhưng doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam đang được cổ phần hóa mạnh mẽ để giảm bớt các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không hiệu quả. Nhưng những doanh nghiệp tư nhân dù được phát triển tự do nhưng vẫn phải chịu sự điều tiết vĩ mô của nhà nước. Có lẽ chính sự khác biệt này đã giúp cho kinh tế Việt Nam kể từ ngày đổi mới, mở cửa với thế giới bên ngoài, đã giúp họ từ một đất nước gần như nghèo nhất thế giới. Người dân không đủ ăn đã vươn lên mạnh mẽ, thậm chí gần đây họ còn là một quốc gia có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Có lẽ cách làm kinh tế của Việt Nam chính là chìa khóa cho những nước thoát nghèo và chẳng mấy chốc họ sẽ trở thành một quốc gia phát triển thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore. Sau khi video này được chia sẻ thì có rất nhiều người dân mạng Indonesia quan tâm và để lại bình luận ở bên dưới. Bây giờ mình xin được đọc bình luận cho các bạn cùng nghe nhé! Việt Nam là những chiến binh thật sự ở Đông Nam Á. Tự do của họ không phải vì người khác ban cho, độc lập của họ không phải nhờ vào việc cắt đất cho kẻ thù. Vì vậy mà họ mới có bản lĩnh như bây giờ. Việt Nam, nó là một quốc gia có tầm nhìn xa. Indonesia hãy sẵn sàng trong vài năm tới sẽ thua xa Việt Nam bởi vì người Việt Nam nói được nhiều thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại. Họ là những người ngoan cường, họ có hệ thống luật pháp, giúp tiếp cận nhà đầu tư dễ dàng. Mọi người đừng chỉ nhìn vào miền Nam Việt Nam, mãi nhìn cả vào miền Bắc. Bởi vì thời gian gần đây, miền Bắc đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn, cộng thêm thông tin nếu ông Jokowi sắp hết nhiệm kỳ, vài năm nữa Philippines cũng vượt qua Indonesia. Hoàn cảnh của Việt Nam khi bắt đầu làm kinh tế cũng không tốt bằng các nước Đông Nam Á khác. Việt Nam bị Mỹ cấm vận hoàn toàn, họ cũng là nước có chiến tranh tiếp diễn cho đến những năm 1980. Vậy mà nền kinh tế của họ vẫn có thể được đảm bảo duy trì ổn định. Trước đây họ có chiến tranh với Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Lào, Campuchia. Đó là lý do tại sao kinh tế của họ tồi tệ, bởi vì họ xảy ra nhiều điều xui xẻo. Tôi chắc rằng nếu họ không có xung đột cho đến tận những năm 1980, họ có thể giống như Hàn Quốc vào năm 2020, nhất là khi người Việt Nam học tập và làm việc thật sự điên cuồng. Trí thông minh của họ cũng vượt xa Indonesia. Đó là lý do tại sao chỉ cách đây vài ngày, thu nhập bình quân đầu người trên một năm của Việt Nam đã đánh bại được Philippines. Và tôi chắc chắn trong một vài tuần nữa, thu nhập bình quân đầu người trên danh nghĩa của Indonesia cũng sẽ thua Việt Nam. Tôi ước tính rằng trong vài năm tới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đứng thứ hai ASEAN chỉ sau Singapore. Nó sẽ vượt qua cả Indonesia. Các bạn hãy lưu ý ba quốc gia sau. Người Mông Cổ, người Bắc Triều Tiên, người Việt Nam, đặc biệt là phần phía Bắc. Khi nền kinh tế của ba đất nước này chuyển sang thị trường tự do, nó sẽ có sự bùng nổ về tăng trưởng kinh tế, sau đó ngay lập tức. Đây dự đoán của tôi bởi vì những gì họ đã chứng minh trong quá khứ và hiện tại đều có thể thấy họ là những con người xuất chúng. Vì sao doanh nghiệp nhà nước ở Indonesia thua lỗ lớn? Nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước ngày càng lớn, thậm chí nhà nước còn phải đi trả nợ cho doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước Indonesia bây giờ trở thành đấu trường, chia sẻ quyền lực và người dân trở thành nạn nhân. Bóng đá Việt Nam bây giờ rất tiên tiến. Thật điên rồ vì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay, nếu tăng trưởng được duy trì hoặc được cải thiện thì họ sẽ trở thành một nước phát triển sớm thôi. Hơn nữa, về mặt lịch sử, Việt Nam gần với nước Đông Nam Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Việt Nam là một xã hội hoạt động hiệu quả và được sự hỗ trợ của chính phủ. Mặc dù họ là một nước cộng sản, các sản phẩm sản xuất ở đó đang lan rộng khắp Indonesia với chất lượng tương đương với Thái Lan. Việt Nam có hiểu biết và có trình độ để tiến bộ thì trước sau gì họ cũng mở cửa với thế giới. Tuy nhiên, nó không làm thay đổi các nguyên tắc tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nó. Bằng chứng là Việt Nam mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài để tăng thêm việc làm cho người dân nước họ. Chính xác với thuyết nhị nguyên này sẽ rất tuyệt vời cho các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác học theo. Về mặt thứ bậc, người dân có nghĩa vụ tuân theo nhà nước, nhưng họ mở cửa với thế giới về mặt kinh tế. Tôi đã có một kỳ thực tập tại Việt Nam, chính xác là tại thành phố Hồ Chí Minh. Không có chủ nghĩa cộng sản nào cả.
Trên thực tế, thị trường tự do ở Việt Nam còn tự do hơn cả Indonesia. Liệu Indonesia có phù hợp, nó có áp dụng hệ thống chính phủ xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế tư bản như của Việt Nam không? Nếu sau này thuế thu nhập cá nhân lên tới 30% đối với người giàu, thì người nghèo được yêu cầu làm thêm giờ từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày. Nhưng số tiền làm thêm sẽ không được trả lương, mà thay vào đó, nó được dùng để trợ cấp cho việc học tập của con cái họ. Mọi người đều nghĩ việc này là phù hợp với Indonesia hay không? Tại Indonesia, các nguồn tài nguyên chính như dầu, khí đốt và sản xuất điện đều do các doanh nghiệp nhà nước xử lý. Đó có phải là một phần của nền kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa không? Việt Nam thù địch với Trung Quốc, đó chỉ là trò lừa bịp của truyền thông phương Tây. Thật ra quan hệ thương mại của họ rất lớn, tôi thường xuyên sang Việt Nam công tác nên có thể tận mắt chứng kiến. Việt Nam và Trung Quốc chưa bao giờ rời bỏ chủ nghĩa cộng sản, chỉ là hệ thống kinh tế của họ đã thay đổi. Họ vẫn do Đảng Cộng sản lãnh đạo và vẫn áp dụng chủ nghĩa Mác Lênin. Bản thân ở Trung Quốc, mặc dù có rất nhiều người giàu và các công ty tư nhân, nhưng giới doanh nhân Trung Quốc chỉ có thể giàu lên nếu họ làm những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu. Vì vậy, các công ty tư nhân ở Trung Quốc vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, nhưng nền kinh tế Trung Quốc vẫn được coi là một thị trường tự do. Tuyệt vời, đất nước họ chỉ là một quốc gia cộng sản nhưng sử dụng thị trường tự do để phát triển và bỏ mặc cộng sản sang một bên. Mỗi lần xem là giúp tôi hiểu thêm về Việt Nam, tặng bạn một share và like. Việt Nam thay đổi vì họ biết đất nước sẽ gặp khó khăn nếu vẫn đi theo nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bởi vì trên thực tế, đã có nhiều nước thất bại như Liên Xô, Triều Tiên và Cuba. Tôi không nghĩ Việt Nam đã rời bỏ chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam chỉ đang theo bước chân của Trung Quốc vào thời Đặng Tiểu Bình. Họ chấp nhận quay trở về điểm xuất phát của chủ nghĩa xã hội, nên vẫn có sự pha trộn với chủ nghĩa tư bản. Cho đến khi nền kinh tế phát triển và vững mạnh, quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản được nêu trong hiến pháp của người Trung Quốc. Điều này cũng giống như Việt Nam trong tương lai. Chủ nghĩa xã hội là linh hoạt và có một cảm giác tự do hơn. Ngay cả Trung Quốc hiện nay, mọi cá nhân đều đóng vai trò tích cực trong nền kinh tế vì mục tiêu tạo ra lợi nhuận. Các nơi theo chủ nghĩa cộng sản giảm thu thuế của chính người dân nước họ, tất cả các loại thuế thu nhập, kể cả thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với chủ nghĩa tư bản thì tiền là thứ liên kết tất cả mọi người lại với nhau, nó còn mạnh hơn cả phim khiêu dâm, mạnh hơn cả rượu. Chứ đừng nói gì đến các tôn giáo khác nhau, những người không theo tôn giáo, những người đồng tính, chỉ cần việc phân phối tiền hợp lý thì mọi người sẽ hòa hợp, đây chính là bản chất của chủ nghĩa tư bản. Còn đối với chủ nghĩa xã hội, nó có một đặc trưng là người lãnh đạo sẽ chấn áp mọi lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. Sự phản kháng của những người phản đối dường như không xảy ra ở thời điểm hiện tại. Ở đất nước Việt Nam, người dân ủng hộ Fidel Castro hơn là Che Guevara. Trong khi đó, người Indonesia rất tự phụ và kiêu căng, giống như một con ếch trong vỏ. Mọi người cảm thấy như biết tất cả mọi thứ, nhưng hóa ra lại chẳng biết gì. Việt Nam và Trung Quốc là hai ví dụ điển hình cho sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa xã hội và kinh tế tư bản chủ nghĩa. Họ đã làm chủ được quy luật kinh tế chủ nghĩa tư bản vì họ hiểu rõ tư duy của các Marx. Họ có khả năng nắm bắt được bản chất của tư bản và vận dụng vào phát triển kinh tế đất nước họ. Sự luân chuyển vốn và công nghệ từ phương Tây có thể được thực hiện một cách thoải mái mà không chịu sự kìm kẹp, cấm vận nào cả. Ví dụ Trung Quốc dành không gian cho chủ nghĩa tư bản, nghĩa là nó không vi phạm 4 nguyên tắc chính. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự cai trị của giai cấp vô sản, chân lý của chủ nghĩa các Marx và Lenin và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Những nhà đầu tư mang vốn đến Trung Quốc để làm kinh tế, miễn là không ảnh hưởng đến chính trị trong nước thì họ vẫn sẽ được kiếm tiền một cách yên tâm. Và người Việt Nam họ thông minh để hiểu sự khác biệt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản để lợi ích giữa các bên không xung đột lẫn nhau, miễn là người Việt Nam vẫn duy trì một không gian yên ổn và thời gian đủ dài để dòng vốn có điều kiện sinh sôi thì dòng vốn sẽ tiếp tục đến đà phát triển đất nước họ. Bất kể đất nước Việt Nam có theo hệ tư tưởng nào đi chăng nữa. Tất cả những điều này đều có trong cuốn sách Dark Capital của các Marx. Chính sách là hệ thống cộng sản không phù hợp trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Thế giới phát triển nhanh chóng khiến các quốc gia có hệ thống khép kín bị bỏ lại phía sau so với các quốc gia tư bản hoặc các quốc gia không đóng cửa. Người Việt Nam đã nhanh nhạy mở cửa với thế giới và giờ họ đã bắt kịp.
Chủ nghĩa cộng sản không còn là một hệ tư tưởng mà là một công cụ để kiểm soát việc điều hành nhà nước, hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa với các công cụ kiểm soát của Cộng sản Việt Nam, dường như là một công thức hoàn hảo để làm cho đất nước phát triển. Nhưng có vẻ so với chế độ tư bản thuần túy thì người lao động ở Việt Nam và người Trung Quốc chịu nhiều áp lực hơn. Như Zizek đã nói, hệ tư tưởng là một cái gì đó rất năng động và có xu hướng thay đổi theo lợi ích của giai cấp thống trị. Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam rõ ràng không còn đúng nghĩa đen như thuở họ mới bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng. Nhưng đất nước họ vẫn đặt lợi ích của người lao động lên hàng đầu cả trong cuộc sống thực tế lẫn trong các phát biểu mạnh mẽ ở hội trường. Điều đó thể hiện sự quan tâm thật sự của những nhà lãnh đạo của đất nước họ. Việt Nam mặc dù là cộng sản nhưng họ rất thù địch với Trung Quốc. Ở tất cả các hội trường thường có cờ cộng sản và cờ Việt Nam. Có lẽ chỉ ở Indonesia mọi người thường nghĩ cộng sản vô thần là không có tôn giáo. Nhưng năm 1965, Indonesia có 3 triệu thành viên theo Đảng Cộng sản PKI. Họ hoạt động rất tích cực gồm có thanh niên và một cộng đồng có khoảng 20 triệu người ủng hộ Đảng PKI. Trong khi dân số Indonesia vào thời điểm đó thậm chí chưa đến 100 triệu, chẳng lẽ lúc đó hơn 1/4 dân số ở Indonesia không theo đạo sao? Rõ ràng chủ nghĩa cộng sản chỉ là hệ tư tưởng, nó không phải là vô thần. Nhưng dần dần Triều Tiên đã bắt đầu xích lại gần phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Một tín hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ theo chân dung Trung Quốc và Việt Nam, một quốc gia cộng sản nhưng hệ thống kinh tế của họ là tư bản chủ nghĩa. Kim Jong-un đã từng cử phái đoàn đặc biệt của ông ấy đến thăm và học hỏi mô hình phát triển của Việt Nam. Có lẽ đó là biểu hiện của việc bắt đầu bị các nhà tư bản cám dỗ. Có thể chủ nghĩa xã hội thật sự không còn phù hợp hiện nay nữa. Cuba cũng sẽ như vậy trong tương lai. Một quốc gia xã hội chủ nghĩa áp dụng cho các nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào và dân số tăng ổn định. Nhưng nếu các nước nhỏ sử dụng hệ thống xã hội chủ nghĩa với nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế, thì chưa chắc họ sẽ tồn tại lâu dài, theo quan điểm của tôi. Dù muốn hay không, họ sẽ tìm ra giải pháp khác. Tôi không nghĩ người cộng sản có tôn giáo hay không có tôn giáo là một vấn đề quan trọng. Quan trọng là chính quyền của Đảng Cộng sản của nước nào sẽ thực hiện lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa Marx chân chính. Người ta đã chứng minh nhiều lần rằng các nước cộng sản đã chuyển thể thành chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc Việt Nam. Nếu cứ như thế này, nhà nước sẽ chỉ trở thành dân chủ độc tài và xiềng xích. Mặc dù Đảng Cộng sản PKI đã tồn tại từ quá khứ ở Indonesia, nhưng tôi tin rằng PKI sẽ không thực hiện chủ nghĩa cộng sản như định nghĩa của Marx. Tôi có người bạn đến từ Việt Nam, bản thân tôi cũng từng làm việc với nhiều người Việt Nam. Họ đã trở thành công dân Indonesia. Cả họ và giới truyền thông vẫn ghét bỏ người Trung Quốc, mặc dù thể chất và văn hóa của họ bị ảnh hưởng bởi người Trung Quốc. Vì lý do họ ghét người Trung Quốc là khi đất đai của họ bị triều đại Trung Quốc cai trị trong gần 1.000 năm. Tôi đã ở Sài Gòn một năm với bạn gái của tôi. Ở đó hầu hết mọi người theo Phật giáo và Công giáo. Người dân ở đó có thể được nhìn thấy trong nhà thờ và một số campa của người Hồi giáo. Hiện tại, việc xây dựng cơ sở hạ tầng đang phát triển nhanh chóng. Tàu điện ngầm MRT đang bắt đầu được xây dựng. Và về mặt văn hóa, miền Bắc và miền Nam có một chút khác biệt về lối sống. Và như một minh họa tỷ giá hối đoái là một rupee bằng 1,6 Việt Nam đồng, nghĩa là 1.000 rupee, ta được đổi được 1.600 Việt Nam đồng. Tôi là một nhà đầu tư nhìn về phía các nước phát triển để đổ tiền vào đó thì chính vì chính trị ổn định, người dân không náo loạn. Mọi thứ đều do nhà nước điều tiết sẽ khiến tôi cũng cảm thấy bình yên và yên tâm hơn. Ít nhất, nó chắc chắn về mặt pháp lý khi xảy ra chuyện. Indonesia đang gia tăng hàng năm mức độ biểu tình. Mọi người không quan tâm đến nhà đầu tư, quan trọng là bản thân. Công việc kinh doanh là dễ dàng phát triển hơn là đi làm những công việc khác. Kể từ khi Việt Nam rời bỏ chủ nghĩa cộng sản, nhiều nhà đầu tư đã vào cuộc. Trên thực tế, có nhiều nhà máy ở Indonesia đã chuyển sang Việt Nam. Họ chuyển đi bởi vì điều này, là vì chế độ lao động khổ sai kiểu cộng sản vẫn tồn tại trong suy nghĩ của người dân Việt Nam. Vì vậy, họ rất kỷ luật và rất hiếm khi thấy họ phản đối. Tại sao người dân Indonesia biểu tình chống nhà đầu tư nhiều nhất? Nếu có một nhà đầu tư từ nước ngoài đến, thì rõ ràng bạn có thể có một công việc ăn theo. Vấn đề đối với các công ty nhà nước ở Việt Nam là các ông chủ là những người được chọn ra từ đảng và đôi khi họ được giao phó một công việc không thật sự phù hợp với năng lực. Mặc dù họ là những người đầy bản lĩnh chính trị nhưng lại không giỏi kinh doanh.
Họ bị dẫn dắt bởi những người cấp dưới, giống như con tàu đang lèo lái thuyền trưởng. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận tiêu biểu của người dân Indonesia khi nói về một đất nước theo thể chế chủ nghĩa xã hội, nhưng nền kinh tế lại theo hướng tư bản chủ nghĩa, có định hướng của chủ nghĩa xã hội. Thật ra việc hành động theo bất kỳ mô hình kinh tế nào cũng không quan trọng. Yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của một đất nước nằm ở tầm nhìn dài hạn và sự liêm chính của nhà lãnh đạo. Còn ở người dân thì đó là sự chăm chỉ làm ăn. Còn bây giờ video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.